Chào các bạn, hôm nay Kimberly nấu món bò lúc lắc nha. Mua được miếng thịt tươi nè. Bò lúc lắc thì mình có nước tương nè. Kimberly thích xài cái loại sauce này của Korean á. Mình trộn hai thứ lại. Cái này là Kimberly thích thì Kimberly làm thôi. Mỗi người một cách. Có người thì chỉ dùng nước tương với dầu hào. Còn Kimberly thì xài cái này, hai thứ này trộn lại. À, và các bạn nè, Kimberly được tặng cái dao này nè. Ông xã tặng cái dao có khắc tên nữa, Trang Nguyễn. Dao này bén lắm. Giờ mình rửa cái thịt. Thịt bò thì mình không có cần phải rửa bằng muối đâu, mình chỉ cần rửa nước là được rồi, giờ lấy giấy lau khô nó. Bò nó sạch á, không cần phải rửa nhiều. Có khi người ta mua ở chợ về người ta chỉ, Mỹ nó chỉ cần nó lau thôi, nó không rửa nữa đó. Lấy giấy mình thấm cho nó khô. Chậm hết nước nó rồi mình xắt thôi. Thịt này nó bán hình như là 6 đồng một pound. Một pound á là 450 gram. 6 đồng thì khoảng 130 ngàn. 130 ngàn chưa tới nửa ký đó, mình thấm khô vậy là mình xắt ra thôi. Giờ Kimberly xắt nữa nha. Xắt nó ra sợi gì nè, xong rồi mình xắt cục cục nó lại giống như xắt hạt lựu á. Miếng cỡ chừng bé lớn đây nè. Thường thường Kimberly mua cái loại tenderloin á, là cái loại thịt thân á, thịt chuột nữa đó. Có nhiều người cắt gọi khác nhau, cái bít tenderloin á thì nó rất là mềm, nó không có gân, nó không có gì hết. Còn cái này thì nó hơi có gân chút xíu, ăn nó có hơi chỉ thiếu dai dai. Còn cái kia thì nó rất là mềm, lâu lâu thay đổi cho nó khác. Làm bò lúc lắc mình bỏ lên salad cà chua, hoặc là có thể làm bằng rau sao gì quên rồi ta, salad son cũng được. Salad son, chải salad son cũng ngon. Salad son với củ hành chua đó, hành giấm. Thường thì mình lê ướp một thố như vậy nè, mình bỏ tủ lạnh cũng mấy ngày cũng không sao, mình ăn nhiêu thì mình xào bấy nhiêu thôi. Lúc trước ở nhà có bông thiên lý nhiều á, thêm đây thì sắc mỏng cái ướp như nè, xong cái xào với bông thiên lý rất là ngon. Ở nhà có con nít á, làm cái bò lúc lắc này á, cho mấy cháu nó ăn cơm dễ gọn nữa. Cái mình sắp gì à, đầy được thố. Giờ mình lấy cái tỏi mình ướp. Cái gỗ nhỏ này á, là Kimberly mua ở Việt Nam á. Kimberly thích mấy cái gỗ tre đương gì nè, mấy cái ni, mấy cái gỗ Kimberly mua ở Việt Nam. Còn cái cần xé này nè, cần xé này á, là năm rồi Kimberly đi Bến Tre
với mấy chị ở Việt Nam á, có chị Diệp á, chị tặng cho Kimberly cái thằng xé nhỏ này nè, thấy thương không? Mình thích đựng mấy cái này nó như vậy. Lấy cái củ tỏi nha, củ tỏi để mình ướp. Lấy đang nấu súp súp rau củ á, trong tủ lạnh mình hãy còn rau củ gì hơi củ củ đó mình không ăn nữa, mình bỏ vô đây mình nấu súp. Bắp nè, cà rốt, rồi táo á, apple. Xong rồi cần nấu mình lấy nước á, để dành mình làm súp. Nấu đồ chay hoặc là thay vì mình ăn súp xương thì mình ăn súp vegetable, rau củ cho nó healthy, tốt cho sức khỏe. Tỏi cho khoảng 4 tép tỏi đấy. Tùy theo nhiều ít mình thích. Thớt này là cái thớt người ta nói bằng tre mà ép lại. Rồi lúc trước khi mà Ly mua cái máy hút hơi khi mình nấu ăn cho nó hết mùi đó, cái cô đó có tặng cho cái tấm thớt này, chắc lắm để chặt thịt cho cũng bảnh, nó không có tưng như mấy cái thớt mủ. Mình cũng có mua mấy tấm thớt mủ u ở Việt Nam qua nữa. Bữa nào Kimberly lấy ra xài nha. Cái thớt mùa u đó Kimberly mua á là hả, nó còn nguyên nguyên vỏ luôn á. Có như vậy thì mình mới biết là cây thiệt hay cây giả á. Cái đó là ở Việt Nam mẹ chỉ như vậy đó. Chứ còn nhiều khi người ta làm, người ta bào bóng lại đẹp này nọ, mình không biết thật sự cái cây đó là cây gì. Thì mình mua cái cây nó còn cái vỏ ở ngoài, cái gì về mình không thích á, thì mình lột nó đi. Nhưng mà Kimberly thích để nguyên vậy đó. Quanh kia mình lấy tiêu. Cho tiêu vô. Này cho khoảng chừng nửa muỗng, hơn nửa muỗng cà phê cũng được, thì mình ăn cay hay là không cay, nhiều chút xíu nó thơm hơn. Cái này xay mỗi lần nó ra cái chất. Xong mình cho cái sauce này vô nè. Sauce này mua ở chợ đại hàng á, cho nên mua cái này hơi lớn, này hũ lớn để dành ăn. Cái khi mình làm mình xách nó lên cho nó đều. Nó kỹ lắm. Mình mua đồ á, lúc nào mình cũng coi cái này nè, coi nó có còn chặt không, có bị mở ra không. Nhiều khi có người họ mở ra họ làm bậy, họ bỏ bậy trong này mình không có biết được. Tốt nhất là mình phải kỹ càng. Kimberly mua bất cứ món đồ gì có nắp đậy gì là Kimberly cũng coi kỹ. Cà rem cũng vậy nữa. Mình mở ra mình coi coi nó có bị mở ra không. Nếu mà cái nào mở ra rồi là Kimberly không có lấy. Nên mình ướp vô đây. Bây giờ Kimberly tưới nhiêu đây chắc cũng cỡ 5 muỗng, 5 muỗng canh. Cho khoảng chừng 1 tablespoon nước tương, tức là một muỗng canh nhỏ đó. Vậy thôi à. Trong cái sốt này thì thật sự họ cũng có nêm nếm ở trong rồi, thành ra Kimberly không có cần phải nêm thêm bất cứ cái gia vị nào khác. Không cần muối, cũng không cần đường, không cần hạt nêm luôn. Nếu thích có thể cho chút xíu hạt nêm cho nó đậm đà thôi. Ly cho khoảng nhiêu hạt nêm thôi nè.
làm món này gọn lắm. Còn như các bạn không có cái sauce đó của Đà Hàn á, thì các bạn nêm đường, nước tương, dầu hào, tí xíu dầu mè, cho thêm chút xíu dầu ăn vô nữa cho cái miếng thịt nó đỡ khô. Khi mình xào nó lên á, cái miếng thịt nó đỡ khô. Cho chút xíu dầu ăn vô. Khoảng chừng muỗng canh. Mình làm như vậy mình có thể ướp khoảng chừng 15 phút là mình xào được rồi, nó thấm rồi. Rồi còn nhiêu thì mình để tủ lạnh đó, mình ăn từ từ. Khoảng 3 ngày cũng được, không sao hết. Nhưng mà thịt bò đó, khi mà nó ra không khí như vậy nè, mình ướp nó ha, mình bỏ tủ lạnh. 1-2 ngày sau mình sẽ thấy nó có chuyển cái màu hơi khác. Thì cũng đừng có sợ ăn thua khi mình bỏ tủ lạnh đó. Mình bọc da kính lại cho nó kỹ thì cái không khí nó đỡ vô trong này, thì cái miếng thịt bò mình nó đỡ tái thôi chứ cũng không có gì. Bây giờ mở lửa mình để chảo nóng ha, chảo cho nó nóng lên rồi cho dầu ăn vô, cho tí dầu ăn vô. Mình xào bò lúc lắc á. Thịt bò này mình ướp rồi nè. Mình ướp 15 phút hoặc là mình ướp mình để tủ lạnh qua đêm cũng được. Khi nào ăn là mình xào thôi. Chảo nóng đó mình cho thịt lên. Chảo phải thiệt là nóng. Xào thịt bò để phải nóng thì nó ngon, không có bị nướng. Xào chắc cũng như cỡ 8 phút rồi mới khô hết nước. Sau khi xào mình có thể chuẩn bị cái dĩa salad. Salad cà dưa leo hoặc là salad son với củ hành. Củ hành này để gần chín cái mình bỏ vô mình xào sơ cho nó giòn thôi, chín sơ sơ nó còn giòn. Gần khô nước cái mình cho chút xíu nước mắm ngon vô cho nó thơm, chừng nửa muỗng cà phê thôi. Giờ là mình bỏ hành vô được rồi đấy. Cái hành sắc sắc hạt lựu lớn thì ra được rồi đó. Lựu đó mình cho 2 muỗng nước mắm vô đây, 3 muỗng nước, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 miếng chanh. Miếng chanh này nặng ra chắc chừng 1 muỗng này thôi. Đấy, vậy đó. Thì cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích thì like, subscribe and share. Thank you.